lý do nó không chịu nhận mình là em và không chịu nhận bồ là chị, bởi vì nó muốn nhận bồ là bạn gái. Yeah. Trời nắng vậy nè, con gái ra đường phải biết che chắn một chút chứ. Ôi con, con ơi, con phải làm gì đây, con không vui rồi, học bài mà phải là tối. Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Dạ đây em chăm chỉ quá ta. Cũng bình thường mà. Nói sao đây ta? Với một cương vị là một người cô giáo dạy kèm như cô, vừa có tâm vừa tận tình với em, thì khi mà thấy em chăm chỉ như vậy á, cô thấy rất là hạnh phúc luôn á Nguyên. Nhớ ngày nào á, lúc đầu tiên gặp em hả, em còn cọc cằn nói chuyện thô lỗ với cô. Để vậy á hả, còn lúc nào nói làm sao, đi ở đây hả, rồi không lẽ là đi đâu rồi kìa. Ghi chép cũng nhiều á ha, cẩn thận đó chứ. Mà chữ hơi xấu nha. Trời ơi. Ê, ê. Cái gì vậy? Mày đặt vẽ nữa. Ủa? Là mình mà. Ba, dậy ba. Gì vậy con? Ông kêu ba kìa. Nhưng mà tôi thích bánh bò của Việt Nam hơn. My, em hát sao? My. Hả? My. Chuyện gì? Em không nghe anh nói gì hả? Ủa My, em đang nghĩ cái gì mà mặt sao cứ lơ vậy? Có gì hết. Nhưng mà có một chuyện này nè. Có một người con trai kia từ trước tới giờ không có thấy liên quan gì tới nghệ thuật hết, mà tranh ảnh thì cũng không có thấy dính líu gì. Mà tự nhiên bỗng một ngày nọ. Em đang kể chuyện cổ tích hả mày? Chuyện cổ tích gì? Bỗng một ngày nọ, chàng trai ấy vẽ hình của một cô gái. Như vậy là sao ta? Chàng trai thích cô gái. Đúng rồi, anh nghĩ chàng trai đó yêu thầm cô gái đó. Vậy hả? Vậy là có kỳ không ta? Ủa, trai thích gái gì đâu kỳ. Bình thường mà. Mày! Mày! Gì vậy má? Đi lên phòng. Gì vậy? Đi lên phòng với tôi, đi lên. Mày! Gì? Thằng học trò sất sượt đó hả? Ừ. Chắc chắn là nó để ý bồ rồi đó. Cái gì? Mới vậy thôi mà đưa ra kết luận vậy có nhanh quá không? Nếu như mà nó không thích bồ á thì làm sao nó dễ bồ? Mà đã là sức sược á thì không thể nào dễ tranh được. Nhưng mà nhiều khi á không phải là do nó dễ đâu. Nhưng mà để tôi sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện á thì đều có nguyên nhân cả. Tới bây giờ thằng nhóc đó giận nhất quyết không xưng em đúng không? Ừ. Đôi khi nó nói chuyện chống không á, hoặc là sân tui với bồ, nó đúng không? Nó sức lắm. Lý do nó không chịu nhận mình là em và không chịu nhận bồ là chị, bởi vì nó muốn nhận bồ là bạn gái. Bồ không nhớ lần trước á hả, bồ bị mấy đứa cấp 3 chặn đường, rồi bồ kêu cứu thằng nhóc đó không? Miệng thằng nhóc đó là nói không có ra, nhưng cuối cùng nó vẫn đưa đón bồ đều đặn, thấy không? Cũng đúng. Thì đúng rồi, tôi nói có bao giờ sai đâu. Với lại dạo này nhóc đó tự nhiên nó học hành chăm chỉ hơn trước nữa. Cái đó hả? Tôi nghĩ nhóc đó muốn thi vào trường đại học danh giá, chứ không có muốn thi vào trường đại học dân dân giống như bồ. Cái bà này, bà tính nó.
nè, chắc chắn 100% á là thằng nhóc đó nó yêu bồ. Yêu luôn hả? Nghĩ gì vậy? Có nghĩ gì đâu. Đừng có mà xạo nha. Thằng nói nghe nè, tôi thấy thằng nhóc đó cũng dễ thương chứ bộ. Bà bị điên hả? Nó mới có học cấp 3 thôi á. Thì có làm sao đâu, thì bà cứ tiến tới luôn đi. Trời ơi, tôi lớn tuổi hơn nó. Nhưng mà tình yêu bây giờ đâu có phân biệt tuổi ta. Bà ta có tính đôi hả? Mày ăn 10 cái tái của tao rồi tính, dính thôi. Mày cái mặt mày ngơ ngơ hả? Nhanh, nhanh lên. Alo, công an phường phải không? Dạ chú ơi, ở đây có một cái nhóm đầu gấu năng khiếu học sinh khác đó chú. Dạ dạ, chú tới đây liền nha. Ê, gọi điện cho ai vậy? Nó có được điện cho ai đâu. Ê tụi bay, con nhỏ này gọi điện cho công an nè. Không có, không có gọi điện cho ai hết á. Ra vậy? Không có gọi điện cho ai hết. À, nhìn mày quen quen. Như mày là con bé quen với thằng Nguyên đúng không? Không phải nha, không phải tôi, không phải tôi. Là nó chứ là ai nữa. À, nhân đây tụi tao có cho thằng bồ mày mượn một số tiền. Bây giờ trả tiền ngay cho tụi tao đi. Không có tiền. Nè. Mày coi chừng tao nha. Mày ăn đòn không? Gặp lần nữa không có tha đâu á. Cảm ơn em nha. Muốn gặp mấy chuyện này phải gọi cho tôi nghe chưa? Cô biết rồi, nãy gọi không kịp. Gì vậy? Trời nắng vậy nè, con gái ra đường phải biết che chắn một chút chứ. Đi. Mấy câu hỏi này á là về quá khứ đơn không mà mình học hoài à, cho nên con này em tự làm nha. Ừ, để coi sao nữa. Sao? Nghe nói á là em mong muốn được học lại với cô lắm, đúng không? Rồi còn nghe nói là em tìm khắp cái thế gian này cũng không có tìm được cô giáo nào mà dễ thương có tâm như cô hết, đúng không? Thôi bớt kém gió đi. Hôm nay đẹp trai lắm đó nha. Thiệt, lần đầu tiên cô thấy em chân diện lên. Hơi bị sành điệu luôn nha. Đây là người yêu của tao. Đứa nào đụng đến một cục tóc, tao không có điên đâu. Không lẽ từ đó tới giờ Nguyên đã giấu cảm xúc thật của mình hết á? Thằng nhóc này, nghe bà Mai nói xong thấy cũng dễ thương thiệt. Làm gì nhìn vậy? Có rảnh đâu mà nhìn em. Gì? Muốn hỏi gì? Thả đi. Ôi, miệng dơ quá, đang ăn đứa sát sát mặt tôi nữa. Sao ra? Ui chứ, mày đặt ra vẻ khó chịu nữa kìa. Con, tôi biết em đang nghĩ gì đó nha. Tôi biết là tôi đã cảm xúc khóc lắm mà. Cô bị điên hả? Nhưng ngồi cười hoài hả? Ui, trời ơi, muốn cười thì cười đi. Cô đâu có bị gì đâu. Cô bình thường. Ừ. Phải là tôi. Cô bị lên cơn điên rồi hả? Cô nói ghét ai đụng đầu tôi mà. Không có thì thôi. Nếu như thích thì cứ nói là thích đi. Ủa, giờ này cũng đi đánh bóng rổ nữa hả? Ừ, thì đánh tối cho khỏe. Trời ơi, lo cho tôi nên làm bộ tiễn tôi chứ gì, tôi biết rồi nha. Cô làm gì nhìn tôi cười vậy? Gì đâu, thì cô tò mò sao tự nhiên giờ này đi chơi bóng rổ thôi. Hỏi làm chi? Thằng nhóc này, mà công nhận càng nhìn càng thấy nó đáng yêu. Ê, chờ cô đi chung với. Cô về cẩn thận nha. Ừ, cảm ơn em nha. Cảm ơn gì ạ? Nói làm sao ta? Không biết, cô mua cà phê đãi em nha. Thôi tôi không muốn đâu, tôi đi á. Cảm ơn Nguyên nha, Nguyên ơi.
Alo. Ủa, đây không phải là điện thoại của Nguyên hả? Hả? Nguyên hả? Xin lỗi nha, Nguyên không có ở đây. Để tí nữa nói Nguyên gọi lại cho bạn nha. Trời ơi, nó lộn điện thoại nữa rồi. Hay là mình tặng cho nó một món quà vậy? Nhiều hình quá, không biết chọn tấm nào là hình nền đây. Ủa, chị quên gì hả? Không, chị lấy lộn điện thoại của Nguyên. Đem cất cho. Không sao, chị tự lên đổi là được rồi. Dạ. Ủa, sao chị nhìn em dữ vậy? Không có gì, chị lên đổi.